vị và các bạn đang theo dõi mục An toàn giao thông của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Thưa quý vị và các bạn, ngày 19 tháng 4 năm 2023, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký chỉ thị số 10 về tăng cường công tác đảm bảo trật tự, an toàn giao thông đường bộ trong tình hình mới. Trong đó có nội dung mọi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, người lao động trong cơ quan nhà nước vi phạm pháp luật về giao thông phải được thông báo với cơ quan, đơn vị để xử lý nghiêm theo quy định của Đảng, có thể bị đưa vào tiêu chí xếp loại. Người đứng đầu đơn vị có người vi phạm có thể bị kiểm điểm xem xét trách nhiệm. Thủ tướng Chính phủ yêu cầu tăng cường thanh tra kiểm tra, điều tra xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật sai phạm tiêu cực của các cơ quan quản lý nhà nước về giao thông, lực lượng thực thi pháp luật về giao thông, chính quyền địa phương và các lực lượng khác có liên quan đến đầu tư xây dựng, quản lý hành lang an toàn giao thông. Quá trình xử lý vi phạm về an toàn giao thông phải tuyệt đối thượng tôn pháp luật, không có vùng cấm, không có ngoại lệ, nghiêm cấm hành vi can thiệp tác động vào quá trình xử lý vi phạm của cơ quan chức năng, nghiêm cấm lực lượng chức năng xuê xoa bỏ qua trong xử lý vi phạm dưới mọi hình thức. Thưa quý vị và các bạn, hiện nay nút giao trên đường nối hai đường cao tốc Hà Nội Hải Phòng, cầu Rẽ Ninh Bình với đường trục đô thị Đại học Phố Hiến đang tồn tại tình trạng hệ thống đèn báo giao thông không đồng bộ, gây khó hiểu cho lái xe và mất an toàn giao thông. Mặc dù hệ thống đèn đang chỉ thị xanh cho phép người và phương tiện tham gia giao thông được phép lưu thông trên hướng đường nối hai đường cao tốc và đèn đỏ dừng phương tiện lưu thông tại hướng đường đô thị Đại học Phố Hiến, nhưng trên hướng đường nối hai đường cao tốc lại có một cụm mà cả hai đèn màu xanh và màu đỏ cùng sáng. Qua tìm hiểu được biết, tại nút giao, các đơn vị xây lắp đường vẫn đang tiếp tục hoàn thiện mặt đường và bổ sung hệ thống biển báo đường bộ. Cột đèn có hai đèn hoạt động với cả màu xanh và đỏ cùng sáng đã gây bối rối cho các lái xe, gây mất an toàn giao thông tại nút. Kỳ nghỉ lễ 30 tháng 4 mùng 1 tháng 5 năm nay kéo dài trong vòng 5 ngày, thuận lợi cho các hoạt động vui chơi giải trí được tổ chức và lưu lượng phương tiện tham gia giao thông cũng từ đó tăng mạnh. Để chủ động phòng tránh tai nạn giao thông, các tệ nạn xã hội gia tăng trong dịp này ở các em học sinh, các nhà trường đã chú trọng tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho các em học sinh dưới nhiều hình thức. Buổi sinh hoạt cuối tuần này là thời gian để các em học sinh được đi tuyên truyền về an toàn giao thông và tệ nạn xã hội hiện nay. Thông qua những buổi tuyên truyền lồng ghép trong chương trình học như vậy, mỗi em học sinh được lắng nghe tìm hiểu về luật giao thông cũng như biết được cách nhận biết phòng tránh những tai nạn xã hội trong giai đoạn hiện nay. Điều này càng được chú trọng hơn khi kỳ nghỉ lễ dài đang đến gần. Khi tham gia giao thông chúng ta phải chấp hành luật giao thông và đội mũ bảo hiểm, không đi xe kẹp 3 kẹp 4 và tránh xa những tai nạn xã hội, vui chơi lành mạnh. Trung tâm giáo dục nghề nghiệp giáo dục thường xuyên huyện Phù Cử có hơn 700 học sinh, vừa học văn hóa, vừa học nghề, khiến cho công tác quản lý học sinh của trung tâm gặp nhiều khó khăn. Chính vì thế, đội ngũ cán bộ, giáo viên trung tâm thường xuyên phối hợp với phụ huynh học sinh, tuyên truyền nhắc nhở con em học sinh, đồng thời phối hợp với lực lượng công an huyện, lồng ghép các buổi tuyên truyền định kỳ hàng tháng nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của các em học sinh. Nhà trường, thầy cô đã rất quan tâm, chú trọng phối hợp với các phụ huynh học sinh, tuyên truyền nhắc nhở các em chấp hành các quy định về an toàn giao thông, pháp luật tại địa phương nơi cư trú. Tuyên truyền cho các cháu đấy là làm sao là đi đứng tham gia giao thông là đảm bảo cái luật giao thông, hướng cho các cháu đến cái tụ điểm lành mạnh. Thời gian gần đây, việc học sinh đi xe mô tô, xe gắn máy phân khối lớn tham gia một số tệ nạn khác đang là nỗi lo trong nhiều nhà trường cũng như các phụ huynh. Đã có không ít những vụ va chạm tai nạn xảy ra khi người điều khiển phương tiện là các em học sinh, như vụ việc xảy ra vào tháng 10 năm 2022 tại thị trấn Trần Cao đã xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa xe mô tô do hai em học sinh của Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp huyện là một phụ nữ bị nguy kịch. Tháng 11 năm 2022, tại xã Ngọc Thanh, một em học sinh năm 2007 điều khiển xe máy đã tử vong do va chạm với xe ô tô. Hay vừa qua, tại một trường trung học cơ sở trên địa bàn huyện Ân Thi đã phát hiện hai em học sinh hút thuốc lá điện tử trong nhà trường vì tò mò và bị rủ dê. Dành ra những thời gian vui chơi thật là lành mạnh. Bản thân em thì em hầu như là sẽ hay xem phim và nghe nhạc vào những cái quán trà sữa và hoặc là trà chanh để uống xong ngồi nói chuyện thôi. Phải có cái sự phối kết hợp giữa gia đình với nhà trường và các ban ngành trong xã hội tuyên truyền để bản thân học sinh có những cái ý thức nâng cao nhận thức về các nguy cơ
và biết sống có lý tưởng để tránh xa những cái nguy cơ này. Sự chủ động, nỗ lực của mỗi nhà trường cùng sự chung tay vào cuộc của gia đình và xã hội trong nâng cao ý thức về an toàn giao thông, tệ nạn xã hội sẽ giúp các em học sinh nâng cao nhận thức đến hành vi, góp phần lớn trong đảm bảo tình hình an ninh trật tự, an toàn giao thông, nhất là trong dịp nghỉ lễ dài sắp tới.